Nếu như các bạn vẫn đang nghĩ rằng Thịnh Ken chưa từng thi đấu ở các giải League Serie A hàng đầu Việt Nam, thì đây là một trận đấu đỉnh cao, trận đấu mang lại rất nhiều tên tuổi dành cho Thịnh Ken. Đây là trận chung kết giải League Serie A toàn quốc giữa hai cơ thủ, đó là Thịnh Ken và Phước Thành, hay có biệt danh đó là Thành Thẹo. Và đây là một trận đấu mà Thịnh Ken đã thi đấu quá ấn tượng và quá xuất sắc. Nói không ngoa thì đây là một trận đấu mà mang lại tiếng tăm cho Thịnh Ken nhiều nhất. Và đây là một trong những cái giải đấu mà Thịnh Ken tham gia. Và ở những năm 2017, 18, 19 thì Thịnh Ken cũng rất tham gia rất nhiều những cái giải đấu League Cup Serie A hàng đầu Việt Nam. Và trong khoảng thời gian đó thì Thịnh Ken cũng đã mang về cho mình rất nhiều những cái thành tích ở những cái giải hàng đầu như vậy. Và trong trận đấu ngày hôm nay, trận chung kết League 300 điểm, và cơ thủ Thịnh Ken được quyền đề ba trước. Và đây là trận đấu mà Thịnh Ken đánh rất là hay và kết thúc 300 điểm trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Các bạn hãy cùng Thành Nguyên xem và trải nghiệm lối đánh của Thịnh Ken. Đây là thời kỳ đỉnh cao của Thịnh Ken khi mà trận đấu. Nếu như bạn xem hết trận đấu này thì bạn sẽ thấy được là Thịnh Ken đi bóng, đi banh rất là hay, cũng như là khi mà Thịnh Ken đưa vào, bi vào thế Ken rồi thì khả năng giữ Ken cũng như khả năng dắt Ken của Thịnh Ken là tuyệt vời như thế nào. Thì các bạn hãy cùng nhau xem hết cái video này và để mà mình có thể đánh giá một cách khách quan cũng như là công tâm nhất. Nhiều bạn cứ bảo là Thịnh Ken không thi đấu, rồi Thịnh Ken không ra đấu trường lớn rồi này kia, thì các bạn có thể xem trận đấu này để mà cảm nhận ha. Ở Việt Nam mình, ở những thời điểm ngày xưa thì cái việc đi Ken thì cũng có nhiều người làm được, nhưng mà quan trọng là mình kết thúc một mũi 300 điểm hay là mình đi Ken hơn một vòng bàn, một vòng rưỡi bàn, thì đó là điều rất là khó nha các bạn. Mười điểm đầu tiên cho Thịnh Ken. Trọng tài là anh Ferrari ha. Vâng, chỉ khoảng hơn 10 điểm là Thịnh Ken đã có thể đưa bi vào một thế Ken rất là thuận lợi. Tốc độ đưa bi vào Ken rất là nhanh. Hiện nay có rất nhiều bạn có thể đánh Ken được, nhưng quan trọng là mình đưa bi vào thế Ken được hay không, và đưa bi vào thế Ken trong một trận đấu để quan trọng như thế này có nhanh hay không, để có thể sớm kết lưỡi đối thủ được hay không, thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác nha các bạn. Tại vì nhiều bạn thì đánh xào chưa hay, nhưng mà tập Ken, biết đánh Ken một cách căn bản nhưng mà lại không biết cách xào. Mà đã không biết cách xào thì khi mà ra một cái bàn thi đấu, đặc biệt là những trận đấu đỉnh cao á, thì hầu như các bạn không thể đưa bi vào những cái thế Ken như thế này được. Vì bàn chạy khác nè, môi trường khác nè, tâm lý khác nè, nên thành là rất là khó. Nên thành để mình đánh được tốt thì các bạn lưu ý rằng là không phải mình tập Ken không, mà mình cần phải cứng cái đạn xào và biết cách đưa bi vào thế Ken thì mình mới có thể ra thi đấu một cách hiệu quả được nha các bạn. Đây là một khúc bẫy cua của Thịnh Ken. Cơ thủ anh Phước Thành là một cầu thủ rất là lão làng và già dặn trong làng thể thao Việt Nam. Hơn chục năm nay thì anh Thành đã có rất nhiều những cái thành tích giải League Cup một băng. Hiện tại thì anh Thành cũng đang là vận động viên nằm trong đội tuyển một băng của thành phố Hồ Chí Minh. Và anh là một thuộc dạng một con cọp lâu năm của không những League Cup mà là một băng.
của quốc gia luôn nha các bạn. Mình rất thích phong cách thi đấu của anh Phước Thành, hay có biệt danh đó là Thành Thẹo nha các bạn. Rất là điềm đạm mà có thể gọi là kết liễu đối thủ bất cứ lúc nào. Đây là trận đấu mà nó thuộc gọi là thời kỳ rất là đỉnh cao của Thịnh Ken nha các bạn. Đó, các bạn thấy ha, Thịnh Ken đưa bi vào Ken và đang giữ thế Ken một cách rất là tốt. Nhiều bạn bây giờ cứ nghĩ là mình có thể tập Ken rồi mình vô trận đấu mình kết liễu đối thủ, nhưng mà hầu như không ai có thể làm được điều đó. Khi mà các bạn đi thi đấu ở một giải A chẳng hạn, một giải Syria, thì hầu như các bạn chỉ thắng 1-2 trận hoặc là các bạn thua luôn ngay từ vòng đầu. Rất khó để các bạn tiến sâu nếu như các bạn đạn xào không tốt, đạn đánh không tốt thì hầu như là rất khó để có thể tiến sâu. Mà để lên được những cái đẳng Serie A hàng đầu như thế này á, thì các cơ thủ Serie A nói chung là có rất nhiều những cái đẳng cấp trên lệch nha các bạn. Tại vì hiện tại bây giờ á, là bây giờ Việt Nam mình phát triển rất là mạnh, và các cái cơ thủ mà đi Ken, mà đi uống xào, mà đi 400-500 điểm là rất là nhiều luôn. Nhưng quan trọng á, là vô thi đấu là những cơ thủ đó có thật sự giữ được những cái phong đó hay không, và có thật sự đánh được hay không, thì đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Vì để mà lên cọp A các bạn, thì ngoài những kỹ thuật, những kỹ năng, những kinh nghiệm, thì đòi hỏi những cái bản lĩnh, những cái tố chất của những người đánh bi da hàng đầu luôn các bạn. Nên thành rất lâu rồi, có rất nhiều cọp ở hạng B Việt Nam đánh rất là hay, dợt rất là nhiều điểm, có thể đánh rất nhiều điểm, nhưng mà khi mà vào trong một giải đấu á, thì có thể thắng 1-2 người, có thể thắng người, nhưng mà để đi sâu hầu như là mình chưa thấy ai có thể hạng B, rất là khó để có thể chen chân vào những vị trí top 1, top 2 của những giải Leap Cup hàng đầu Serie A Việt Nam. Hiện tại thì theo như mình đánh giá thì ở Serie A Việt Nam thì như anh Thịnh Ken hay anh Thành Thẹo thì còn rất nhiều những tay cơ nổi bật khác. Thì không biết là fan hâm mộ của các bạn là ai, thì Ngân sẽ kể tên một số các tay cơ Serie A hàng đầu Việt Nam để các bạn có thể xem thử coi là mình là fan hâm mộ của cơ thủ nào nha các bạn. Thì ngoài Thịnh Ken, Thành Thẹo thì anh Hữu Tú cũng là một cơ thủ rất là già dặn, rất là lão làng trong làng bi da Leap và Leap Cup Việt Nam, đoạt rất rất nhiều giải Leap Cup của Việt Nam trong năm từ 19 đến năm 2023 ha các bạn. Thì đấy là một tay cơ rất là hay. Nếu như bạn ưu thích Hữu Tú thì hãy comment xuống cho Ngân biết nha. Bạn thích lối đánh của ai, ví dụ như Hữu Tú hay là bất kỳ ai, thì hãy cho Ngân biết xem để coi là cách đánh, cái lối đánh của bạn sẽ ảnh hưởng bởi người nào nhiều nhất. Ngoài Hữu Tú ra thì tay cơ khác đó là Minh Đông. Anh Đông cũng là một tay cơ rất là hay, và vừa rồi thì anh cũng có rất rất nhiều những cái giải Serie A Leap Cup Việt Nam, và hiện tại anh cũng đang là nằm trong vòng 2 đội tuyển Bilat Mộc Băng của quốc gia, cũng như là có rất nhiều những cái thành tích. Và người tiếp theo mà người muốn nhắc đến với các bạn đó là anh Hùng Cào. Thì anh Hùng Cào thì cũng lâu rồi, nói chung là cũng trưởng thành trong lớp làm bi da, rồi cũng đạt rất nhiều những thành tích cũng rất là lâu rồi. Mặc dù thời gian ở đây thì anh Hùng Cào phong độ cũng không còn như xưa, nhưng mà cái đẳng của anh Hùng Cào là không phải bàn cãi nha các bạn, rất là hay. Đó là anh Hùng Cào. Nếu như các bạn yêu thích anh Hùng Cào, hay là các bạn đã từng học anh Hùng Cào, hay là đã
xem anh thi đấu thì các bạn cũng có thể thấy ha, anh có thể đánh rất là tốt ở cả hai tay luôn nha các bạn. Người tiếp theo mà Nguyên muốn nhắc đến đó là cầu thủ Hoàng Việt. Cầu thủ Hoàng Việt thì khá là trẻ, nhưng mà trong những năm trở lại đây thì Hoàng Việt đã gọi là tiến bộ vượt bậc và liên tục có tên trong những người đoạt giải Leap Cat của Việt Nam. Hoàng Việt hình như là mình nhớ không nhầm thì đang giữ cái series dài nhất của môn Cat 712 nha các bạn, hơn 200 điểm. Đó là cầu thủ Hoàng Việt. Và cầu thủ mà người muốn nhắc đến tiếp theo đó là cầu thủ Lê Quang. Thì Lê Quang thì ngày trước cũng B thôi các bạn, nhưng mà anh Quang là đã trưởng thành và hôm nay thuộc dạng là A cứng luôn các bạn. Hiện tại anh đánh rất là hay và anh cũng đã có rất nhiều giải Serie A hàng đầu Việt Nam luôn nha các bạn. Công nhận là anh Lê Quang một trong những người mà tiến bộ rất là nhanh, cũng như là có những thành tích rất là cao và lối đánh rất là hiệu quả của anh Quang đã mang về cho anh những cái thành tích. Còn tay cơ nào nữa không các bạn? Theo như các bạn thì những tay cơ Serie A hàng đầu Việt Nam còn những ai ta? Còn ví dụ như những tay cơ khác, ví dụ như Cao Thành Trúc này, cũng đó là một tay cơ hàng đầu Việt Nam. Hay là Nguyễn Long, hay nói khác là Long nhỏ các bạn. Đó. Và tay cơ mà chúng ta không thể không nhắc đến đó là cơ thủ Minh Quân, được mệnh danh đó là Quân Súng nha các bạn. Thì cơ thủ này nói chung là được nổi tiếng với cái tên gọi đó là Vua Xào Việt Nam. Vua Xào Việt Nam và có thể đánh tốt tất cả các thể loại bida, 3 băng, 1 băng, lip cát, dù gì là Minh Quân hầu như là đánh rất là hay nha các bạn. Thì cơ thủ Minh Quân cũng đã từng vô địch quốc gia nội dung 1 băng. Ngoài ra thì Minh Quân cũng sửa cho mình bộ sưu tập khá là đồ sộ về các thành tích lip cát của Việt Nam. Hầu như những các bạn mà thích đánh bida mà kiểu đánh xà đánh ái rồi là rất thích Minh Quân nha các bạn. Đó thì trong cái video này, nếu như các bạn xem tới phút này thì bạn có thể cho con biết rằng là bạn thích lối đánh của cơ thủ nào và bạn có đang học cơ thủ nào hay không. Thì hầu hết tất cả các cơ thủ mà Nguyên chia sẻ thì họ đều có đào tạo và có nhận học viên nha các bạn. Một số tay cơ cũng top Serie A, ví dụ như còn trẻ khác, ví dụ như là Đỗ Vương, Đình Khánh, rồi đó là những tay cơ cũng top nha các bạn. Ngày xưa có anh rất nhiều anh, ví dụ như anh Đỗ Nhân, đó, Nguyên Phương, đó là những tay cơ cũng top A hàng đầu Việt Nam nha các bạn. Rồi các bạn có thấy ha, Thịnh Ken chuẩn bị qua cái dẫu thứ tư. Và khi qua dẫu thứ tư này thì Thịnh Ken đã đi Ken một vòng bàn nha các bạn. Tròn một vòng bàn khi mà qua dẫu này. Đó các bạn có thấy ha, vô được trận đấu mà đánh Ken một vào đi vòng bàn như thế này á, thì đó mới gọi là đẳng cấp. Chứ còn việc dợt này kia mà đánh Ken thì rất nhiều người có thể làm được nha các bạn. Để Nguyên nhớ xem coi là top Serie A Việt Nam còn những ai nữa. Bạn muốn Nguyên làm video về cọc thủ nào thì có thể comment xuống bên dưới ha. Nguyên sẽ dành thời gian làm video chia sẻ về người đó nha các bạn. Thì một người thầy đào tạo ra rất nhiều những cái con cọp clip cát Serie A đội Việt Nam đó là thầy Trần Đình Hòa. Nếu như bạn xem video mà bạn chưa biết đến thầy Trần Đình Hòa thì cũng nên tìm hiểu ha. Tại vì ví dụ như Đỗ Vương hay anh Minh Quân hay là anh Hữu Tú đều là đệ tử của thầy Trần Đình Hòa nha các bạn. Rất nhiều những tay cơ đã trưởng thành
dưới tay của thầy. Để nhớ xem nó có cùng sót tên ai ở trong thuộc top Serie A hàng đầu Việt Nam không ta. Các bạn còn sót ai không nhé, chúng mình coi nào, nhưng đôi khi không nhớ hết được. Ken đã đưa cho mình 200 điểm và chỉ còn 100 điểm thôi là Ken sẽ kết thúc trận đấu ở liên đoàn chung kết này. Chuẩn bị thằng Ken sẽ qua cua, qua góc tiếp theo. Rất tốt. Đội cú cấp lấy Ken tiếp theo của cầu thủ Thịnh Ken. Hiện tại theo mình thấy thì hầu như các cái take clip cắt hàng đầu Việt Nam đều ở nằm trong khu vực Sài Gòn hết nha các bạn. Các bạn xem thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Nguyên ra nhiều video hay hơn, cũng như hướng dẫn các bạn những kỹ thuật đánh giá và chia sẻ về cái cầu thủ hàng đầu Việt Nam nha các bạn. Cú đánh đánh cát của Thịnh Ken, mục tiêu của đánh cát đó là sửa cát nó sẽ về Ken, nó về gần khu vực bóng dài hơn nha các bạn. Với lại khi mà các bạn đánh pizza thì các bạn phải lưu ý rằng là khi mà mình chơi thì phải chịu khó luyện tạo phòng hỏi những người hay, và các bạn đừng có thầy mặt cái đồ biết rồi. Thật ra nhiều bạn bây giờ là đánh pizza thì không có hay, và là cứ nghĩ là mình biết hết rồi. Thì thật ra ngày xưa Nguyên cũng vậy, khi mà thằng Nguyên mới đánh pizza mà đi được ở trong á, cứ nghĩ là mình biết hết rồi, mình chỉ cần tập Ken nữa thôi. Nhưng thật ra thì lúc đó là mình chưa có biết gì cả, tất cả mình như vậy các bạn. Vì khi mà biết nhiều về pizza mình sẽ thấy rằng là nó còn có rất nhiều những cái thiếu sót, rất nhiều những cái mà mình cần phải luyện tập. Muốn trở thành một cái cao thủ thì mình phải luyện tập rất nhiều thứ, đạn về kỹ thuật cũng như là về trạng thái thi đấu, tâm lý rồi đủ thứ hết các bạn. Nên thành là không dễ gì mà những cái cột Serie A hàng đầu Việt Nam là những cột bự, những cột lão làng trong làng pizza được.
Ken rất là xuất sắc trong một trận chung kết. Để cho bạn xem nếu như bạn là thích hay là fan hâm mộ của cầu thủ nào Việt Nam thì hãy comment giúp cho Nguyên nha. Hãy comment xuống bên dưới xem là đã có bao nhiêu fan và cầu thủ nào có lượng fan đông đảo nhất. Ví dụ như Thần Ken nè, anh Phước Thành nè, anh Minh Đông nè, anh Hữu Tú nè, anh Hồng Cào nè, anh Minh Quân nè, Hồng Việt nè, hay Đình Khánh, Đỗ Vương, hay là anh Đỗ Nhân, hay là Nguyên Phương. Đó. Rất nhiều những tay cơ hay ở Việt Nam, hay là Cao Thành Trúc. Không biết là Nguyên có nhắc thiếu đến ai không thì các bạn có thiếu thì các bạn cũng thông cảm nha. Và các bạn hãy comment cái người mà các bạn yêu thích xuống bên dưới xem thử là top Serie A Việt Nam cái lượng fan hâm mộ của ai là nhiều nhất nha các bạn. Thằng Ken đi tới cái dạo này là chuẩn bị, thằng Ken đã dắt Ken một vòng rưỡi bàn nha các bạn, một vòng rưỡi bàn là đi giống như là đi được ba cái dài ba cái ngắn, quá khủng khiếp. Có thể nói đây là một trận đấu, một trong những trận đấu gọi là hay nhất, xuất sắc nhất của Thần Ken nha các bạn. 270, chỉ còn 30 điểm thôi là Thần Ken sẽ lên ngôi vô địch. Bạn đừng quên hãy ấn vào nút đăng ký để ủng hộ thằng Nguyên nha. Ấn vào nút đăng ký để xem được nhiều video hấp dẫn khác, cũng như là Nguyên sẽ làm ra những cái video chia sẻ về lối đánh của các cầu thủ, cũng như là hướng dẫn kỹ thuật đánh bida clip cắt dành cho các bạn nha. Bạn muốn Nguyên chia sẻ về người nào, hay bạn muốn Nguyên chia sẻ về kỹ thuật bi nào thì hãy comment xuống bên dưới, Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái clip. Và ấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ những video hay và những video hấp dẫn khác của kênh Bia Thần Nguyên nha các bạn. Và mình là tên Thành Nguyên, tên Nguyên nha các bạn, chứ không phải là tên Thành đâu. Nhiều bạn cứ bảo Thành Thành. Xin chúc mừng cầu thủ Thần Ken đã đi một mũi đủ tiền, một mũi 300 điểm. Quá đẳng cấp, quá tuyệt vời. Và Thành Thẹo chưa được tính cái nào luôn. Chỉ có một cái để thi được 3 thôi là tháo vào bao tay luôn nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên đăng ký kênh của Thành Nguyên.